Ê, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi, mau đứng lại, thằng thì bị mẹ mổ đau từng đó. Người ta chi mẹ kia, tránh xa ta ra. Rồi, mình còn quái vật này, đây dí theo mình kìa. Mày phải kiếm cho chết rồi. Đứng lại, đứng lại. Tên này dí nhanh quá vậy, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Ê, đấp vô, đấp vô, đấp vô. Ai, nhau phải đâu mà phải rồi, mình hỏi thiệt chứ. Mày mà sẽ tìm cái này đi, tao sẽ hấp thụ mày trở thành tao sao cho tao luôn. Mà xuất hiện là nó sẽ lên được xấu sao á. Núp vô cẩn thận. Rồi đâu rồi, rồi mày trốn ở đâu? Ôi ôi, chạy nhanh quá vậy. Ôi, cái tên này đáng ghét tiệt chứ. Trời ơi, nó dí mình chạy nãy giờ luôn. Mình mới là TV Man 1 sao à, mình còn yếu xìu à. Mà cái tên nó tới 5 sao lận cực kỳ mạnh luôn. Giờ mình không biết cách nào để trở nên mạnh hơn nữa đây. Mình phải kiếm thêm sao để mình có thể đánh bại được cái tên đó. Chứ không là mình cứ bị tên đó hấp thụ hết sao mất. Trời ơi. Ê, giờ phải làm sao đây ta? Ê, gì vậy? Cái gì vậy? Ây da, sao quá à, cậu bé à, hãy giúp cho tôi với. Ờ, được anh. Ủa, anh có sao không vậy? Ủa, nhìn người này không giống người bình thường cho lắm nha. Sao gì mà trên người đầy ta tiêm tuyến hoài vậy? Ôi, cậu không biết à, cái này không phải là tiêm tuyến đâu. Mà tôi chính là một ngôi sao. Tôi đến đây để giúp cậu đây. Cái gì? Một ngôi sao đến đây để giúp tôi á? Ê, hình như ổng có hình ngôi sao trên người ổng kìa. Thôi rồi, đi lên đây đi, tôi sẽ cho cậu coi cái này. Bây giờ cậu hãy lít vào người của tôi đi. Được rồi, lít nè. Ui, trong đây có, ơi, có sao nè. Cậu hãy dùng 5 bánh sao đổi ra một sao siêu cấp. Còn nếu cậu muốn có 5 bánh sao, cậu phải đi làm những việc tốt trên thế giới. Ủa, vậy sao? À, thì ra mình biết cách nào để kiếm những ngôi sao rồi. Được rồi, mình sẽ nâng lên, mình sẽ được 5 sao và sẽ cố gắng để mình hạ cái tên G-Man kia mới được. Thôi, vậy thì tôi sẽ đi làm việc tốt để kiếm bánh sao đây. Trời ơi, có ai cần giúp đỡ không? Tôi giúp nè mọi người ơi. Ôi, ủa, trời ơi, có ai không? Giúp tôi với, giúp tôi với. Nghe tiếng, ơi ơi, ở đây có một bé dân làng cần mình giúp nè. Ủa, bé ơi. Phải làm sao đây? Ủa, cậu này là cậu nào đây? Tôi chính là TV Man 1 sao. Và bác cần giúp gì ạ? Để tôi giúp cho. Trời ơi, hiện tại ở trên cái cây này nè, cậu có thấy không? Ờ, thấy rồi, trên đó có gì ạ? Đã có một con chim đã gấp túi thức ăn của tôi lên đó rồi. Bây giờ tôi không thể nào, tôi đói bụng quá. Cậu có thể lấy giúp cho tôi được không? Trời ơi, túi trên đó hả? Trời ơi, cao quá vậy. À, trời ơi, cao quá, mình ơi, lùng quá nha. Ôi, được rồi, để tôi cố gắng giúp ông cho. Ôi trời, sao mình lên trên đó được đây ta? Để mình quen thấy xung quanh coi. Chắc mình sẽ phải lấy một ít gỗ để bắt lóc lên mới được. Để coi hình như cái đường này. Ê, ây da, cái con kia. Ây da, trời ơi. Ui, cái con chim kia nó không cho mình đi đứng trên đó luôn kìa. Ui, con này nó đánh mình rớt xuống rồi. Được lắm, mình phải lấy lại thêm gỗ để mình bắt lên trên đó mới được. Được rồi, lên tới tổ lên này, đây rồi, cái túi đây. Ê, mày đây, ây da, trời ơi, mình chưa kịp dùng nữa, nó đánh mình gớt luôn rồi, cái con này, cay thế nhờ. Ê, tới trên đây lại rồi, ê, mày nè con, đánh ai hả? Được rồi, lấy túi đồ ăn đây, rồi, lấy túi đồ ăn xong rồi, cho mày đứng tiếp nè. Đi xuống dưới nhanh lên được trả túi đồ ăn cho bé dân làng ta nào. Bé dân làng ơi, con lấy được rồi nè. Được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu hai mảnh hay sao đây. Mảnh sao nhỏ mà được hai cái nè. Trời, cảm ơn bé nhiều lắm nha. Đi tìm thêm thôi, đi tìm thêm thôi. Mình phải kiếm thêm được mảnh sao mới được. Trời ơi, không biết có thêm mảnh sao đâu đây. Ê, ủa, có thêm một mảnh này. À, mình có thể đi thu thập mấy mảnh này, nó sẽ rớt trên trời rớt xuống nè. Ồ, là mình cũng có thể vừa đi làm việc tốt và vừa đi nhặt mấy này được. Ê, có thêm một mảnh này. Oai, mình được gọi là 4 mảnh rồi, còn một mảnh cuối nữa thôi. Giờ mình phải đi dò thật là kiểu được cái con bánh la la la. Ui, thằng nhóc kia đang cầm một mảnh sao kìa. Ê, nhóc ơi. Hả? Ai vậy? Nhóc có thể cho anh xin một mảnh sao được không? Em muốn lấy cái mảnh sao này để em mua, em bán để em lấy gì, em mua đồ ăn, em ăn em đói bụng quá à. Vậy thì anh sẽ đi kiếm đồ ăn cho em đổi anh với mảnh sao đó được không? Thôi anh đưa đồ ăn cho em đi. Rồi chị được rồi, bình tĩnh nha, đừng có bán mảnh sao nha. Được rồi, mình phải đi kiếm đồ ăn cho thằng nhóc. Ở đây có lửa chạy nè. Đó, mình sẽ nướng lên, nướng lên, nướng lên, nướng lên. Đó,
đó, xong mình đã có hai que thịt nước, giờ đi đưa cho thằng nhóc đó thôi, và mình sẽ lấy được thêm mảnh sao mà mình đủ mảnh sao rồi đó. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, nhóc ơi. Hả, anh tới rồi hả? Đây nè, thịt xiên nướng của nhóc nè, đó. Ồ, ngon quá vậy, trời, cảm ơn anh nhiều nha. Ê, nhóc, mảnh sao, đưa mảnh sao đây. Quên, mảnh sao canh đây. Rồi, cảm ơn nhóc nhiều nha, yeah, mình đã có được 5 mảnh sao nhỏ rồi, giờ đi đổ một ngôi sao lớn thôi nào, nhanh lên, mình đang muốn đổ một ngôi sao lớn, mình muốn lên được 2 sao, sẽ đổi một ngôi sao siêu cấp. Vậy là mình đã có được một ngôi sao rồi, giờ thì nâng cấp thôi nào. Yeah. Mình lên được 2 sao nè. Nhưng mà sao vẫn còn lùng quá ta. Nhưng mà thôi kệ đi, mình cũng có thêm nhiều sức mạnh hơn nữa rồi đó. Được rồi, đi kiếm thêm sao thứ 3 thôi. Rồi đi vòng vòng nãy giờ chẳng có thấy ai để cho mình kiếm sao ta. Ở trên kia có một con kim đi 2 sao rưỡi hả? Ồ, một con kim đi 2 sao rưỡi. Mình có thể đánh bại nó và ấp đủ hai cái những ngôi sao được không ta? Đâu, nhưng mà mình cứ đánh bại nó trước rồi, mình vẫn chưa biết nha. Đánh bại con này trước để coi lấy sao của nó được không à. À, thì ra mày chính là thằng con TV gọi là 2 sao cùi bắp đó sao. Được rồi, bây giờ nó đánh mày là cướp sao của mày nè. Ôi, mày đánh tao cướp sao tao. Được rồi, cho mày chết nè. Vô đây nè. Đứng liền. Tấn công mày nè. Hai sao rồi. Đáng ghét chết nè. Cho ai chết, đông cứng nè, chết đi. Cho người dưới. Đứng lại dưới da. Cho người dưới da. Mình đánh tới dặn rồi kìa. Ây da, ơi. Ui, nó có cả mảnh sao này, được bao nhiêu mảnh vậy? Ui, được tới 3 mảnh sao nhỏ luôn nè. Đã quá vậy. Lại vậy là mình chỉ cần kiếm thêm 2 mảnh nữa thôi. Ui, có một mảnh đang ở dưới nước kìa. Wow, vừa đi tu tập mà vừa đánh mấy con quái này để có mảnh đúng ngon quá ta. Rồi, được 4 mảnh sao rồi, để coi còn cái gì mình có thể lấy thêm mảnh sao được không ta. Ở đâu có, ui, nó vừa xuất hiện luôn kìa, thêm một mảnh sao tới 5 luôn. Trời ơi, đợt này nhanh quá ta. Mình có thể nâng cấp lên được 3 sao tiếp theo rồi. Được rồi, mình sẽ đổi ra ngôi sao tiếp theo thôi. Đây rồi, sao siêu cấp tiếp theo của mình. Vậy là mình sẽ lên được 3 sao rồi. Mình ta tiến quá lên, gọi là TV 3 sao đi. Có nhiều năng lực mới hơn nè. Wow, đánh của mình này. À, mình có thể quay bay luôn hả? Đã vậy là mình có thể đi kiếm dễ dàng hơn rồi. Trời ơi, giờ là mình quá là mạnh luôn á. Được rồi, nếu như mình muốn lên sao nhanh thì mình phải đi kiếm những con gọi là 3 sao rưỡi hoặc là 4 sao á, để cho có thể thu thập nhiều mảnh hơn á. Được rồi, để mình đi coi ở đây có con nào nữa không ta. Ta thấy một con mới rồi. Một con kim đi 4 sao á, chết rồi, thấy rồi. Nó hơn mình tới tận 1 sao là chết rồi, con mồi kia. Mình đang không ta. Thôi được rồi, mình cũng nên xử lý con này thôi. Bay lên. Nó có tên lửa kìa. Nè. Được rồi, mình sẽ tiêu diệt con này mà lên 4 sao. Ê, 4 sao rồi, đúng rồi. Được rồi. Cho mày đóng băng nè. Cho cái chết nè. Ui, hình như con này lên dạng 3, hình như 3 sao mình có thể bay à, chứ mình cũng không có được nhiều chiêu mới. Chào vô tấn công, chém mình nè. Ôi, tới 5 mảnh luôn nè. Vậy là mình tiêu diệt một con 4 sao là mình sẽ có thẳng 5 mảnh sao luôn. Ôi, tiêu diệt càng nhiều con mạnh thì mình càng có nhiều mảnh sao hơn nè. Được rồi. Mình sẽ đi đổi mảnh sao thôi. Đổi ra một con sao thôi. Ôi, bây giờ tới đây. Lên rồi là lên 4 sao thôi nào. Đây rồi, mình sẽ tiến cấp lên thành 4 sao. 1, 2, 3. Ôi, mình quá thành TV Titan rồi nè. Ôi, có hai mũi dao, có thêm nguyên một cây dao lớn nè. Giờ mình khá là khổng lồ luôn rồi đó.
Dạ thì đi kiếm thêm một, mình chỉ nghĩ là chỉ cần đi kiếm thêm một con 4 sao nữa thôi, mình đánh bại nó là mình sẽ có thêm sao thứ 5 và đi tiêu diệt tên Chi Tai Tận rồi. Được rồi, mình sẽ đi kiếm con 4 sao thôi. Ơi ơi dạ. Một con 3 sao. Ui, con này cũng to đấy nha. Ui. Thôi mày ra mày, vậy là cái đầu 4 sao cười bóp thôi đó. Ê, mày nói ai cười á con 3 sao kia. Ui. Tại sao mày bắt mệt sao hả? Con lỡ mày ơi. Được rồi, mình sẽ bay lên chơi với nó đây. Lên trời đây. Ui, mày đừng tưởng có mình mày có tên lửa nha, đứng lại. Ui, được rồi, mình sẽ dùng cái ui chiều của mình như được nâng cấp lên này, có thêm mấy tia mà chiều màu xanh trên trời nha. Được rồi, mày đứng lại đó. Ui, chết nè. Ui, nó lướt mày rồi. Ui, cái con này nó mạnh quá vậy. Ui, nó lướt quá kìa. Được rồi, mình phải cho nó cứng động trước đã. Cứng động nè. Đó, chạy rồi nha, mình phải phá những tên lửa của nó mới được. Ai da, 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 da. Ui, tiền tử của nó nè. Ôi, nó nổ kìa, ui, ui, nó đi luôn rồi, trời, nó nổ một phát đi luôn kìa, kìa, coi coi, có bao nhiêu mảnh sao à, ô, có 3 mảnh sao à, mình phải đi kiếm thêm mới được. Trời ơi, TV-man ơi, TV-man ơi, giúp cho tôi với. Ủa, có chuyện gì vậy? Trời ơi, từ nay tới chiều tôi có một buổi thịt nướng rất là lớn luôn, nhưng mà bây giờ tôi không tìm được một miếng thịt nào luôn á. Vậy á, vậy thì tôi sẽ tìm thịt nướng giúp cậu, nhưng mà cậu có cái gì cho tôi không vậy? Trong người tôi đang có 2 mảnh sao, hình như đang cậu đang cần tìm đúng không? Hay là bây giờ cậu tìm giùm tôi thịt đi, tôi sẽ đưa lại cho cậu 2 mảnh sao. Ồ, được rồi, để tôi đi tìm cho. Rồi, thịt nướng rồi, được rồi, được rồi, bay đi kiếm cho nhanh nè. Mình nghĩ nhiêu đây thịt là đủ rồi đó. Rồi lấy thêm thì được rồi, đi về thôi, bay về thế nào. Có thịt rồi đây, có thịt rồi đây. Ui trời, cảm ơn TV Man nhiều nha. Trời ơi, ủa miếng thịt bự dữ vậy. Đó, thịt nướng quá trời đó, cho cậu đó, lấy đó, đó. Thôi được rồi. Rồi, cảm ơn TV Man nhiều. Thôi được rồi, mảnh sao của cậu đây nè. Ui, 2 mảnh sao cuối cùng, vậy là đủ rồi. Mình đã đủ lên được 5 sao rồi đây. Được rồi, giờ mình sẽ nâng cấp sao mình lên nè. Ngôi sao cuối cùng lên hình dạng 5 sao đó nào. Wow, mình lên được 5 sao này, trời ơi. Ai, cái tên này nãy giờ ngươi đâu ra vậy? Ui, ngươi cũng quay lại cũng khá đấy. Giờ ta đi tiêu diệt ngươi đây, ta với ngươi bằng nhau rồi. Tên chim tay tần kia. À, ta quay lên đây để ta tiêu diệt ngươi luôn. Mày lấy hết tổ 5 sao của ngươi luôn. Ôi, muốn lấy hết 5 sao của ta, nằm mơ đi, ngon thì nhào dưới đây. Ta cho cái chết này tim ơi. Đây, nhào vô thì nhào vô. Trời ơi, nổ nè. Ui, mình chở TV ra luôn. Ui, ui, nổ nè. Coi đây, TV khổng lồ nè. Ui, nổ đây, nổ đây. Ui, trời ơi, ngập trong cái đống TV luôn nè. Ai, ai nghe được chứ. Người đâu có thấy được cái nào cái TV đâu. Ui, mình nhớ là đang nổ dưới kìa. Ui, nổ, 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 nổ. Nổ quá trời luôn nè. Trời ơi, trời ơi. Lắc. Ai lại coi ta đó. Ai da. Ai da. Thì tên nó bị cái gì vậy kìa. Mình sẽ có thể bay được lên trên cao đó. Ui, trời, TV vô người đâu ngươi nè. Ui, quá trời TV luôn. Ngập tràn trong TV đây. Ui, ui, ui. Mình thấy nó lắc rồi đó. Ui, nó nổ rồi, nó nổ rồi. Ui, nó khi này do mình to quá. Mình không nghe được cái tiếng nó nổ luôn á. Ui, siêu tức của ta nè. Ai, ta không quan tâm, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước. Ây da, đóng mắt nè, đóng đóng cứng nè. Ủa, tên này có nhiều siêu năng lực quá vậy. Ôi ôi ôi, trời ơi, đóng này. Ủa, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi. À, trời ơi, đóng TV vô đó, ta chắc làm được nhiều kìa. Mưa TV. Ai, hãy nhau phản chết rồi. Ui, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Ui, nó nổ, bum 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 bum. Mình sẽ cho một đống TV lên luôn, cơn mưa TV. Xả xuống đây. Ôi, muốn chạy đâu được. Lắc luôn rồi. Ui, nó nổ kìa. Ui, ăn ta ngập trong TV rồi. Ua, chết cứt trong đó đây. Ui, ăn ta làm được gì. Ui, mấy cái TV của mình cũng đang nổ. Ui, ăn ta đi rồi. Vậy là mình là người chiến thắng. Mình chính là, gọi là TV Man 5 sao mạnh nhất. Ua, ha ha. Trời ơi, trời cái chỗ này nó banh chành luôn rồi, chẳng còn một cái gì hết.